Kiên. Đây là lần đi săn đầu tiên của ông ạ. Đúng vậy, còn ông lần này bao nhiêu rồi? Chà, nếu tính lần này cũng lần thứ 7 rồi đấy. Chà, ông cũng khá là rảnh rỗi nhỉ. Ok. Chú ý kìa. Tôi chỉ có thể lo cho các anh được như vậy thôi. Cũng không quan trọng lắm. Cái bóng này các anh có thể làm. Và đây là bộ nghiên cứu một thôi. Tôi có để một vài chút sắp giáo khoa ở đây. Khi là các anh thấy rất là khó ngủ, các anh có thể đọc nó. Vậy nhá. Chúc ngủ ngon nha. Chúc ngủ ngon. Tôi xin lỗi, tôi đã làm mất dấu con hươu đó rồi. Không sao đâu anh bạn, lần đầu mà ai chẳng như thế. Tháng trước tôi đi với cả thợ rèn bên làng kia, hắn còn tệ hơn anh nữa cơ. Cũng may ông trưởng sớm đã cho chúng ta tá túc qua một đêm. Ông ta quá là người tốt nhỉ. Mà Bukin này, ông có để ý bà Mara vợ của ông trưởng xóm chứ? Ồ, vâng thì sao? Tôi thấy khá là thú vị với bà ấy đấy. Một người đàn bà khỏe mạnh, không đến nỗi ngu đần. Nhưng cả cuộc đời chưa từng thấy thành phố, đường sắt. Và gần chục năm trở lại đây thì bà ta lúc nào cũng ru rú bên bệ lò. Chỉ buổi tối mới ra ngoài nhà. Đây này, anh chẳng phải tìm đâu xa. Cách đây khoảng 2 tháng, ở thành phố này là có một người mới chết tên là Belikov, bạn đồng nghiệp của tôi, một giáo viên dạy tiếng Hy Lạp. Chắc là anh cũng nghe tên đó rồi đúng phải không? Hắn ta nổi tiếng là về điều lúc nào cũng như vậy, thậm chí là cả vào lúc khi trời đẹp, hắn đều mang giày cao su, cầm ô và nhất thiết phải mặc áo bành tô, ấm cúc bông. Ô hắn để trong bao, chiếc đồng hồ của hắn cũng để trong bao. Và lúc khi rút chiếc dao nhỏ ra, hắn cũng để trong bao. Cả bộ mặt hắn ta dường như là ở trong bao, vì lúc nào hắn cũng giấu cái mặt sau chiếc áo bành tô vẽ đứng lên. Hắn đeo kính râm, mặc áo bông trần, lỗ tai nhét bông, và khi ngồi lên xe ngựa thì bao giờ cũng cho kéo mui lên. Nói tóm lại, con người này lúc nào cũng có khát vọng mãnh liệt thu mình vào trong một chiếc vỏ, tạo ra cho mình thứ bao có thể ngăn cách, bảo vệ hắn ra khỏi những ảnh hưởng bên ngoài. Cuộc sống làm hắn khó chịu, sợ hãi, buộc hắn phải thường xuyên lo âu. Và có lẽ như thế, để bào chữa cho những thái độ nhút nhát, ghê tởm đối với hiện tại. Lúc nào, hắn cũng ngợi ca về quá khứ, ngợi ca những gì mà không bao giờ có thật. Mấy thứ ngôn ngữ cổ mà hắn dạy đối với hắn, thật ra cũng chỉ là một thứ giày cao su, một thứ ô che. Mà nhờ đó, hắn có thể trốn tránh được cuộc sống thật. Bọn giáo viên chúng tôi đều sợ hắn, thậm chí cả hiệu trưởng cũng sợ hắn. Belikov ở ngay cùng nhà với tôi, cùng một tầng, cửa đối diện nhau. Tôi với hắn thường xuyên giáp mặt nhau, và tôi biết rõ sinh hoạt ở nhà của hắn. Tuy sống thu mình, đơn độc, nhút nhát, nghi kỵ, nhưng Belikov cũng đã tính chuyện lấy vợ. Đó là Varinka, chị gái của cô Valenko, một giáo viên vừa mới về trường. Varinka tuổi chừng 30, tính tình hồn nhiên, nhí nhảnh, hay nói, hay hát, hay cười. Sự xuất hiện của hai chị em nhà này đã làm sao động không khí tĩnh lẻ, buồn chán.
tôi tìm đến anh để giải bài tâm sự. Tôi rất buồn bực. Có một tên vô lại nào đó vẽ châm biếm tôi và cái người gần gũi với hai chúng ta. Tôi thấy có nghĩa vụ và nói quả quyết với anh. Chẳng hề liên quan tới việc này. Tôi chẳng làm điều gì sơ sức để mọi người chế giễu. Tôi luôn làm điều đúng đắn, tử tế. Còn một điều nữa, tôi muốn nói với anh. Tôi vào nghề đã lâu, anh thì mới vào nghề. Với tư cách là người đồng nghiệp đi trước, tôi muốn nhắc nhở anh điều. Anh đã đi xe đạp và cái chỗ ấy, vị trí ấy nó không phù hợp với tư thế của một nhà giáo dục thiếu niên chút nào. Vì sao vậy? Chẳng lẽ điều này cần phải hết tới sao? Chẳng lẽ điều này khó hiểu ư? Thầy giáo đi xe đạp thì học sinh sẽ làm gì? Học sinh chỉ còn nước là đi đầu xuống đất thôi. Phải lại nếu không có chỉ thị chúng ta không được làm. Hôm qua tôi sợ phát kinh lên đấy. Khi tôi thấy chị anh đi xe đạp, tôi sợ đến hoa mắt. Thì bà con gái mà đi xe đạp, quá chị kinh khủng. Nhưng mà ông muốn cái gì mới được? Tôi chỉ muốn mỗi một điều là nhắc nhở anh. Anh còn trẻ, tương lai còn dài. Anh phải xử sự rất rất cẩn trọng. Thế mà anh lại buông thả. Thôi, anh buông thả quá chừng. Anh đi ngoài phố, mặc áo hoa. Rồi đi ngoài phố còn mang sách này sách nọ. Rồi đến chuyện cởi xe đạp nữa. Cái chuyện anh và chị anh cởi xe đạp đến tay ông hiệu trưởng, ông anh cha, rồi còn ra hệ thống gì nữa. Người ta và chị ta đi xe đạp chở không quen ai cả. Con nào, thằng nào thò mũi vào, ta cho trò vô mương tao đấy. Nếu anh nói với tôi một cái giọng như thế, tôi không thể tiếp tục nữa. Tôi yêu cầu anh, đứng mặt với tôi, đừng bây giờ nói việc cấp trên như thế. Cần phải có thái độ kính trọng với chính quyền. Nói này là nó lên chính quyền sao? Xin ông hãy để cho ta yên. Ta là người trung thực. Với những cứ ngại như ông, ta không muốn nói chuyện. Ta không muốn những kẻ mất lẹo. Anh thích nói gì tùy anh. Cuộc nói chuyện này là có người nghe. Để công an xin định cuộc nói chuyện này. Sao báo cáo nhà hiệu trưởng. Báo cáo. Này là báo cáo. Chúng tôi đã cảm thấy nhẹ nhàng, thoải mái. Nhưng chưa đầy một tuần sau, cuộc sống đã diễn ra như cũ, nặng nề, mệt nhọc, vô vị. Một cuộc sống chẳng bị chỉ thị mà nào cấm đoán, nhưng cũng chẳng được tự do hoàn toàn, chẳng tốt đẹp gì hơn chứ. Đó, vấn đề là chỗ đó. Chúng ta sống chui rút ở thành phố này trong không khí ngột ngạt, viết những thứ giấy tờ vô dụng, đánh bài, đánh bạc. Những cái đó không phải là một thứ bao sao? Chúng ta sống cả đời bên những kẻ vô công rỗi nghề.
những kẻ xu nguy dục bị, những mụ đàn bà ngu si. Chúng ta nói và nghe đủ thứ chuyện nhảm nhí vô nghĩa, đó chẳng phải là một thứ bao sao? Thôi, khi rồi ta ngủ đi. Chúc ngủ ngon nha, Ivan. Ngủ ngon, Buki. Không thể sống mãi thế này được. Cũng may ông hàng xóm lại ông hàng xóm. Я тебя ждала, все ждала.